Hello mọi người, giới thiệu với mọi người cây guitar acoustic, hiệu của nó là Session, model là IME350. Cây này thì sản xuất ở Korea nha mọi người. Nó để là handcrafted guitar progression, made in Korea. Cái đàn còn rất mới nha mọi người, cái màu đẹp, cái màu giống như màu bọc đô vậy đó, màu mận, dáng khuyết, dáng thùng mỏng nha mọi người. Cỡ này, cỡ cái thanh đo action đàn, là ngựa đàn zin nha mọi người, ngựa đàn zin đẹp, mặt tớp rất là đẹp, nó bị chóc sơn nhẹ chỗ này nhỏ xíu à. Khóa đàn zin nha mọi người. Đây là cái hiệu của nó là Session Pro Session nha mọi người. Cái màu đỏ của nó có hơi sọc đen đó mọi người. Trên cần đàn cũng có, mà phía dưới phần top này cũng có đó. Đây là khóa zin và ngựa đàn, được đàn đều zin nha mọi người. Action của nó thấp chuẩn. Khóa đàn này zin nè mọi người. Dòng này thì của Korea. Nó có một cái đường sọc đen nhỏ. Nó có EQ của nó là theo đàn luôn nha mọi người. EQ hiệu Session theo đàn luôn. Và EQ này khi mình, nó không có công tắc. Khi mình cắm lên á là nó cháy đèn thôi. Mình kết nối dây rắc vào là nó cháy đèn thôi. Đó. Đây là EQ theo đàn luôn nha mọi người. Mình thử ra action nhẹ, action chuẩn lắm, đo chuẩn lắm. Nói chung cái này về ngoại hình là đẹp lắm đó mọi người, rất đẹp. Rồi mình thử sơ với lại cái âm mộc của nó vậy thôi nha mọi người. Rồi mình sẽ thử với lại cái EQ của đàn. Tại những cái đàn thùng mỏng thì đa phần cái âm của nó không có vang như là những cây dáng D nha mọi người. Nhưng mà nó lợi thế là nó cái dáng nó đẹp, nó gọn, nó tiện, nó gọn và nó kết nối với EQ. Nó biểu diễn sân khấu rất là hay. Mình sẽ thử với lại cái âm ly 20W của Fernandez nè. Âm ly này mình cũng có bán nữa. Âm ly này thì mình bán giá 900. Hàng nội địa Nhật nha mọi người. Xài điện 110. Đó. Thì khi mà mình cắm á, khi mình cắm điện thì nó sẽ cháy đèn gì. Đó, đây nó sẽ cháy đèn.
À, nó có một cái nó có bốn cái loại chỉnh trep với lại mic. Trep với mic với lại bass với lại volume nha mọi người. Cái âm nó khi mà kết nối với lại EQ thì nghe cái âm ly nó nghe cũng tương đối thôi, nhưng mà ở ngoài mình nghe hay lắm mọi người, nghe âm thanh nó sáng lắm. Còn cái EQ theo đàn á nghe nó hay lắm. EQ này thì nó gin theo đàn nhưng mà nó đôi khi mình nhập về là nó bị mất mấy cái núm rồi, núm vặn nè, nhưng mà mình gạt tay cũng bình thường thôi, chứ cái này là nhỏ thôi nha mọi người. Nghe rất là hay nha mọi người, nghe hay lắm. Nghe âm thanh hay lắm. Cây này thì hiệu của nó là Session Pro, Session made in Korea nha mọi người. Có EQ theo đàn luôn, gin theo đàn luôn. Thì cây này thì mình sẽ giao lưu với mọi người giá là 2.6 triệu nha mọi người. 2.6 triệu mình bao phí ship toàn quốc và tặng mọi người một cái bao da. Nó có sẵn EQ nha mọi người, dán khuyết, cây đàn nguyên gin toàn bộ. Made in Korea nha mọi người. Cái màu rất là đẹp nha mọi người. Chỉ có 2.6 triệu thôi.
Rồi cây này mình sẽ giao lưu với mọi người giá là 2,6 triệu nha mọi người. Free ship toàn quốc và tặng một cái bao da, một cái combo và một cái phím nha mọi người. Cây đàn hiệu là Session, Pro Session, made in Korea, nguyên bản rất là đẹp, kèm EQ zin theo đàn. Rồi, các bạn có quan tâm cây đàn này thì liên hệ với mình số điện thoại là 0918 910291, Zalo là Lê Nhật Huy. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh nhạc cụ Lê Huy thời gian qua rất là nhiều. Mọi người quan tâm thì có thể kết bạn Zalo với mình số điện thoại là 0918 910291 để mà mình chi tiết về những cái hình ảnh của cây đàn nha mọi người. Bye bye mọi người.